Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 25 vở luyện toán lớp 4. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 thầy đã làm chúng ta rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Vở bài tập tập 1, tập 2, vở luyện toán tập 1, tập 2, bài tập thực hành môn toán đều đã có ở trên kênh rồi. Các em tìm để các em học nha. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 29 để chúng ta cùng vào cái tiết học nào. Ta sẽ đến với cái bài số 1 này, thì yêu cầu mình là tính nè. Đó, như vậy thì đây mình sẽ có phép tính gì đây các em? À, nhân 2 phân gì? 2 phân số đúng không? Vậy thì mình chỉ cần nhớ cái bài thơ mà thầy đã nói ở trong sách giáo khoa đúng không? Muốn nhân 2 phân số, ta chỉ việc lấy tử phân số thứ nhất nhân với tử phân số thứ hai và mẫu phân số thứ nhất nhân với mẫu của phân số thứ gì? Thứ hai, đúng không? Vậy thì ở đây sẽ bằng mấy đây? Sẽ bằng 2 là tử phân số thứ nhất nhân với 3 tử phân số thứ hai trên mẫu phân số thứ nhất nhân mẫu của phân số thứ hai. Được chưa? Vậy thì bằng mấy đây? 2 nhân 3 là 6. 5 x 4 thì bằng 2, 20. Vậy thì 6 trên 20. Bây giờ mình sẽ cùng chia cả tử và mẫu cho mấy? À, cho 2 được đúng không? Để mình rút gọn nó đó. Vậy thì 6 chia cho 2 thì bằng 3. 20 chia 2 bằng 10. Đó. Các em nhớ là những cái bài mà liên quan tới phân số thì lúc nào chúng ta cũng phải đưa nó về phân số tối giản nhé. Rồi, tương tự như vậy thì câu B này. Ở đây chúng ta sẽ có là 4 nhân với 5 trên 7 nhân với mấy? Nhân với 9 nè. Được chưa? 4 nhân 5 là 2, 20. 7 nhân 9 là 60 mấy? 63. Như vậy thì đây là phân số tối giản rồi, chúng ta không thể rút gọn được. Được chưa nào? Rồi, câu C nè. 11 trên 8 nhân với 5 trên 6 này, thì bằng 11 này, nhân với 8 này, trên 8. À, xin lỗi, đây là 11 nhân với 5 nhá. Đó, chưa gì đã nhìn cái này, nhìn gà hóa quốc rồi đó, đúng không? Rồi, sẽ bằng bao nhiêu? 11 nhân 5 là 50, 55. 8 nhân 6 là 4, 48. Được chưa? Đó, và đây cũng là phân số tối giản rồi. Rồi, câu D nè. Chúng ta sẽ có là 2 nhân với 4 nè, trên 9 nhân với mấy? Nhân với 5. Đúng không? 2 nhân 4 là 8, 9 nhân 5 là 4, 45. Đó, và đây cũng không rút gọn được nữa. Đấy chưa? Đấy thì bài số 1 chúng ta thực hiện xong nha. Sang bài số 2. 4 nhân với 6 phần 7, tức là đây là một số nhân với một gì? Một phân số này. Vậy thì các em phải nhớ công thức này. Một số này nhân với một phân số này. Đó, thì sẽ bằng này, số đó này, tức là A này, nhân với tử này và chia cho gì? Chia cho mẫu. Đó, đây là công thức nhá. Được chưa? Rồi, và chúng ta cũng sẽ có công thức ở câu B này. Là một phân số này nhân với một số này thì cũng sẽ bằng này tử của phân số đó này, tử của phân số này nhân với số đó này và chia cho gì? Chia cho mẫu này. Đấy, vậy thì đây là hai cái công thức mà chúng ta cần phải nhớ khi chúng ta nhân một số với một phân số hoặc nhân một phân số với một số. Được chưa? Vậy thì ở đây công thức này sẽ bằng số đó này là 4 này nhân với gì? Nhân với tử, tức là nhân với 6 nè. Chia cho mấy? Chia cho mẫu là chia cho 7 nè. Được chưa? Vậy thì 4 nhân 6 là 2, 24 và trên là trên 7. 24 trên 7 là phân số đã tối gì? Tối giản rồi đúng không? Rồi tương tự như vậy nè. 5 trên 13 nhân 2 thì đây lại là một phân số nhân với một số nè. Thì bằng tử nè. Nhân với số đó này, tức là nhân cho
2 trên mẫu là 10, 13. Vậy thì sẽ bằng mấy? 10 trên 10, 13. Được chưa? Tương tự như vậy thì câu C và câu D chúng ta tự làm được, đúng không? Đây sẽ bằng 5 nhân 6 trên 10, 13. Được chưa? Vậy thì 5 nhân 6 là 3, 30 trên 10, 13. Rồi câu D thì sẽ bằng tử 9 nhân với số đó nhân cho 8 chia cho mẫu 10, 15. Được chưa? Vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 9 nhân 8 bằng 72 trên 10, 15. Như vậy thì đây là phân số chúng ta có thể rút gọn được. Chia cả tử và mẫu cho 3, đúng không? Vậy thì 15 chia cho 3 thì sẽ bằng 5. 72 kem chia cho 3 thì sẽ được là 20 mấy? 24 nhá. Được chưa? Đó, xong bài số 3 nhá. Xong bài số 2 nhá. Bây giờ chúng ta sang bài số 3 này. Tính nè. Vậy thì giờ yêu cầu nè. 7 phần 9 nhân 2 phần 9 thì bằng bao nhiêu? Đó. Vậy thì ở đây người ta yêu cầu này. Khoanh vào cái cách làm mà làm đúng nè. Vậy thì chúng mình sẽ nhìn ở đây. Đây là cái gì các em? Nhân gì? Nhân 2 gì? 2 phân số thôi đúng không? Đó. Thì mình sẽ thực hiện như thế nào? Giống như bài số 1 mình đã làm đúng không? Sẽ bằng này. Tử nhân với tử nè. Trên mẫu nè. Nhân với mẫu nè. Được chưa? Vậy thì 7 nhân 2 bằng 10. 4. 9 nhân 9 là 8. 81. Đó, vậy thì đây chính là cách làm đúng này nhá. Chúng ta xem này, câu A này. 7 nhân 2 chia 9, vậy thì họ đã bỏ mất đi một mẫu này, câu này sai này. Câu B này, 7 nhân 2 trên 9 cộng 9 này. Sao lại có cộng được ở đây đúng không? Sai này. Rồi, câu C này. 7 nhân 2 trên 9 nhân 2, 9 nhân 9 đúng chưa? Vậy thì đây chính là đáp án đúng này nhá. Rồi, vậy chúng ta chọn ngay đáp án C. Rồi, bài số 4 này. Tính diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 7/8 m, chiều rộng bằng 5/9 m. Vậy thì chúng ta biết diện tích của hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Vậy thì chiều dài đây rồi, 7/8, chiều rộng mấy? 5/9. Vậy chúng ta chỉ việc thay số vào thôi đúng không? Chúng ta sẽ trả lời luôn nha. Diện tích gì các em? Hình chữ nhật đó là nè, được chưa? Các em sẽ lấy 7/8 nè nhân với 5/9. Rồi chúng ta thực hiện cái này ra giấy nháp của mình nè. Thì đây sẽ bằng cái gì các em? Sẽ là 7 x 5 trên 8 x 9. Đúng không nào? Thì 7 x 5 là 3, 35. 8 x 9 là 70 mấy? 72. Đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng rút gọn được cho mấy nhỉ? Rút gọn được không nhỉ? Chia cho 5. 35 thì chỉ chia được cho 5 cho 7. 72 thì chia được cho 8 cho 9. Như vậy thì không rút gọn được. Vậy thì đây chúng ta sẽ ghi là 35 trên 72. Và đơn vị đây là mét gì cho em? Mét vuông nhá. Đó. Và mình sẽ ghi đáp gì? Đáp số. Vậy thì diện tích của nó là 35 trên 72 mét vuông. Được chưa? Xong nhá. Rồi, mình sẽ đến với cái bài số 5. Cái bài số 5 này thì hình như mình cũng đã gặp rồi đúng không? Viết cái phân số 6/35 thành tích của hai phân số tối giản. Nhớ là phân số tối giản tức là gì? Không thể rút gọn được và có tử số là khác 1. Vậy thì các em nhớ cái dạng này rồi đúng không? 6/35 này. Đấy, vậy thì các em phải phân tích này. Tử số của nó này, 6 này, thì sẽ bằng cái gì? 3 nhân với 2, đúng không nào? Và mẫu này, 35 này, thì sẽ bằng 7 nhân với
5. Đấy, vậy thì từ cái này mình sẽ lập được nè. Lập được nó sẽ bằng phân số là 3 trên 7 nhân với cái gì các em? 2 trên gì? 2 trên 5. Đúng không? Hoặc là gì? Hoặc là các em có thể đảo ngược lại. Nó sẽ là 2 trên 7 nhân 3 trên 5. Đấy, vậy thì đây là đã gì? Tối giản hết rồi. Và mẫu là tử là khác gì? Khác 1 đúng không? Đấy, vậy thì mình sẽ chọn được hai cái phân số như thế này. Được chưa? Hai cái tích như thế này. Rồi, chúng ta sẽ trả lời là 6/3 = 35 sẽ bằng này 3/7 nhân với 2/5. Hoặc nè, hoặc nha, hoặc các em có thể chọn nè, hoặc cách thứ hai nha, 6/35 nè, các em có thể lập được nó sẽ bằng gì? 2/5 nhân với, hoặc là 2/7 nhân với 3/5 cũng vậy nhá. 2/7 nè, nhân với gì? 3/5. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta có hai cái cách để chúng ta lập. Và đến đây thì chúng ta đã thực hiện xong cái tiết 1. Và đừng quên chia sẻ video và kênh của chúng mình cho các bạn nha các em. Tạm biệt các em.